Chương 17 Thà một miếng bánh khô mà hòa thuận, còn hơn là nhà đầy thịt tế lễ, lại cãi lộn nhau. Tôi tớ khôn sáng sẽ quán trị con trai làm xấu hổ và được hưởng phần cơ nghiệp giữa các anh em. Nồi giót để luyện bạc, lò để luyện vàng, nhưng Đức Giê-hô-va thử lòng của loài người. Kẻ làm ác, chăm chỉ về môi gian ác, kẻ hay nói dối, lắng tai nghe lưỡi độc hiểm. Ai nhạo bán người bần cùng, sỉ nhục đấng tạo hóa mình. Ai vui mừng về tai họa, sẽ chẳng được thoát khỏi bị phạt. Mão triều thiên của ông già, ấy là con cháu, còn vinh hiển của con cái, ấy là ông cha. Lời tốt lành, không xứng với kẻ ngu môi miệng giả dối lại càng ít xứng cho vua chúa thay của hối lộ giống như viên ngọc quý trước mặt ai được nó dầu nó xây trở phía nào cũng được may mắn kẻ nào lấp dấu tội lỗi tìm cầu điều tình ái còn ai nhắc lặp lại điều gì chia rẽ bạn bậu thiết cốt lời quở trách thấm sâu vào người khôn ngoan hơn là trăm roi đánh vào kẻ ngu muội kẻ gian ác chỉ tìm điều phản nghịch vì vậy sẽ sai một sứ giả dữ tợn đi hãm đánh nó thà người ta gặp gấu cái bị cướp con hơn là gặp kẻ ngây dại theo điên cuồng nó tai họa không hề lìa khỏi nhà của kẻ lấy ác trả thiện khởi đầu tranh cạnh ấy như người ta mở đường nước chảy vậy khá thôi cãi lẫy trước khi đánh lộn. Ai xưng kẻ ác là công bình và kẻ nào lên án cho người công bình? Cả hai đều lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va. Kẻ ngu muội thiếu trí hiểu, thế thì bạc trong tay hắn mua khôn ngoan mà chi? Bằng hữu, thương mến nhau luôn luôn và anh em sinh ra để giúp đỡ trong lúc hoạn nạn kẻ ngu muội giao tay chịu làm bảo lãnh trước mặt kẻ lân cận mình ai ưa tranh cạnh ưa tội lỗi ai xây cất cửa mình cao kiếm điều hư sập kẻ nào có lòng vạy vò không tìm được phước hạnh và ai có lưỡi gian tà sẽ sa vào tai hại ai sinh con ngu muội ắt sẽ có buồn rầu còn cha của kẻ ngây dại chẳng được vui vẻ lòng vui mừng vốn một phương thuốc hay còn trí nao sờn làm xương cốt khô héo người gian ác lãnh nhẹm của hối lộ đặng làm sai lệch các lối xét đoán có sự khôn ngoan trước mặt người thông sáng song con mắt kẻ ngu muội ở nơi địa cực con ngu muội là một điều buồn rầu cho cha và một sự cay đắng cho mẹ đã sinh đẻ nó lấy làm chẳng tốt mà phạt vạ người công bình hay là đánh người tước vị vì cớ lòng ngay thẳng của họ. Người nào kiêng lời nói mình có tri thức, còn người có tính ôn hàng là một người thông sáng. Khi nín lặng, dầu người ngu dại cũng được cầm bằng khôn ngoan, còn kẻ nào ngậm môi miệng mình lại được kể là thông sáng. Chương 6 hỏi anh em ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì anh em là kẻ có đức thanh linh hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại chính mình anh em lại phải giữ e cũng bị dỗ dành chăng hãy mang lấy gánh nặng cho nhau như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của đấng chris vì nếu có ai dầu mình không ra chi hết mà cũng tưởng mình ra chi ấy là mình dối lấy mình mỗi người phải thử xét việc làm của mình, thì sự khoe mình chỉ tại mình thôi, chứ chẳng phải tại kẻ khác. Vì ai sẽ gánh lấy riêng phần nấy? Kẻ nào mà người ta dạy đạo cho, phải lấy trong hết thảy của cải mình mà chia cho người dạy đó. Chớ hề dối mình. Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu. Vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt, sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát. Xong kẻ gieo cho thánh linh sẽ bởi thánh linh mà gặt sự sống đời đời. Chớ mệt nhọc về sự làm lành. Vì nếu chúng ta không trễ nải thì đến kỳ chúng ta sẽ gặp. Vậy, đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin. Hãy xem chính tay tôi viết thơ này cho anh em. Chữ lớn là giường nào hết thảy những kẻ muốn cho mình đẹp lòng người theo phần xác, ép anh em chịu các bì, hầu cho họ khỏi vì thập tự giá của Đấng Christ mà bị bắt bớ đó thôi. Vì chính những kẻ đó đã chịu các bì, không vân giữ luật pháp đâu. Nhưng họ muốn anh em chịu các bì, hầu để khoe mình trong phần xác của anh em. Còn như tôi, tôi hẳn chẳng khoe mình, trừ ra khoe về thập tự giá của Chúa Jesus Christ chúng ta bởi thập tự giá ấy thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh và tôi đối với thế gian cũng vậy vì điều yếu cần chẳng phải sự chịu các bì hay là sự chẳng chịu các bì bèn là trở nên người mới nguyện xin sự bình an và sự thương xót dán trên hết thảy những kẻ noi theo mẫu mực này lại dán trên dân Israel của Đức Chúa Trời nữa ước gì từ nay về sau chẳng ai làm khó cho tôi vì trong mình tôi có đốt dấu vết của Đức Chúa Giêsu vậy. Hỏi anh em, nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta ở với tâm thần anh em. Amen. Chương 6. Bây giờ Salomon nói rằng Đức Giê-hô-va đã phán rằng Ngài sẽ ngự trong nơi tối thẳm, nhưng tôi đã cất một cái đền cho Chúa trú ngụ một nơi cho Chúa ở đời đời. Đoạn vua xây mặt lại chúc phước cho cả hội chúng Israel. Cả hội chúng Israel đều đứng. Người nói, Đáng ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel là đấng đã phán hứa với David cha tôi và nay lấy tay ngài mà làm cho thành lời hứa ấy. Ngài rằng, Từ ngày ta đem dân ta ra khỏi xứ Egypto, ta chưa chọn một thành nào trong các chi phái Israel đặng cất một cái đền để đặt danh ta tại đó. Và ta cũng chẳng chọn người nào làm vua chúa trên dân Israel ta. Nhưng ta đã chọn Jerusalem để đặt danh ta tại đó và chọn David đặng cai trị dân Israel ta. Và David, cha tôi, đã rắp lòng xây đền cho danh Jehovah Đức Chúa Trời của Israel. Nhưng Đức Giê-hô-va phán với David cha tôi rằng: ngươi có rắp lòng cất một cái đền cho danh ta, ấy thật phải lắm. Dù vậy, ngươi sẽ chẳng cất đền ấy. Xong con trai ngươi sinh ra sẽ cất cái đền cho danh ta. Đức Giê-hô-va đã làm ứng nghiệm lời Ngài phán, khiến tôi kế cho David cha tôi lên ngôi trị vì Israel, y như Đức Giê-hô-va đã hứa. Nên tôi có cất đền cho danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. Và tại đền ấy, đã đặt cái hòm đựng giao ước của Đức Giê-hô-va mà Ngài lập với dân Israel. Salomon đang đứng trước bàn thờ của Đức Giê-hô-va, đối mặt cả hội chúng Israel, giơ tay mình ra, vì người đã đóng một cái sạp bằng đồng, bề dài năm thước, bề ngang năm thước, bề cao ba thước, để tại giữa hành lang. Người đứng tại đó, quỳ gối xuống trước mặt cả hội chúng Israel dơ tay lên trên trời mà rằng, Lại Jehovah Đức Chúa Trời của Israel, trên trời và dưới đất, chẳng có thần nào giống như Chúa. Chúa gìn giữ lời giao ước và lòng nhân từ đối với kẻ tôi tớ Chúa là kẻ hết lòng đi trước mặt Chúa. Đối với tôi tớ Chúa là David, cha tôi, Chúa có gìn giữ lời Chúa đã hứa với người. Thật, hễ điều gì miệng Chúa phán, thì tay Chúa đã làm cho hoàn thành y như đã có ngày nay vậy jehovah Đức chúa trời của israel ơi, chúa đã hứa cùng tôi tới chúa là david cha tôi rằng ví bằng con cháu ngươi cẩn thận đường lối mình giữ theo các luật pháp ta y như ngươi đã làm thì trước mặt ta ngươi sẽ chẳng hề thiếu người ngồi trên ngôi israel nay cầu xin chúa hãy giữ gìn lời hứa ấy hỡi Jehovah Đức Chúa Trời của Israel, nguyện lời Chúa đã hứa cùng David tôi tới Chúa được ứng nghiệm. Mà chi, có thật rằng Đức Chúa Trời ngự chung với loài người ở trên đất ư? Kìa trời, cho đến đổi trời của các từng trời còn chẳng có thế chứa Chúa được thay. Phương chi cái đền này tôi đã cất. Dù vậy, hỡi Jehovah Đức Chúa Trời tôi ơi, xin hãy đói thương lời cầu nguyện và sự nài xin của tôi tới Chúa nghe tiếng kêu cầu và khẩn nguyện của tôi tới chúa cầu trước mặt chúa nguyện mắt chúa ngày và đêm đói xem nhà này vì về nhà này chúa đã phán rằng sẽ đặt danh chúa tại đó khi tôi tới chúa hướng nơi này mà cầu nguyện xin chúa vũ nghe phàm điều gì tôi tới chúa và dân israel của chúa sẽ cầu khẩn trong khi hướng về nơi này xin chúa hãy vũ nghe phải ở nơi ngự của Chúa tại trên các tầng trời. Xin Chúa vũ nghe, nhậm lời và tha thứ cho. Nếu ai phạm tội cùng cả lân cận mình và người ta bắt nó phải thề, nếu nó đến thề ở trước bàn thờ của Chúa tại trong đền này, thì xin Chúa từ trên trời hãy nghe, thi hành và xét đoán tôi tới Chúa, mà báo trả kẻ ác tùy việc nó làm, khiến tội nó đổ lại trên đầu nó xưng công bình cho người công bình và thưởng người tùy sự công bình của người nếu dân israel của chúa vì phạm tội với chúa bị quân thù nghịch đánh được mà chúng trở lại cùng chúa nhận biết danh ngài và cầu nguyện nài xin trước mặt chúa trong đền này thì xin chúa từ trên trời hãy giữ nghe tha tội cho dân israel của chúa và khiến họ trở về xứ mà chúa đã ban cho họ và cho tổ phụ của họ khi các từng trời đóng chặt không có mưa bởi vì dân Israel đã phạm tội với Chúa. Nếu sau khi Chúa đã đoán phạt họ, họ hướng về nơi này mà cầu nguyện, nhận biết danh Chúa trở bỏ tội lỗi mình, thì xin Chúa ở trên trời hãy dũ nghe, tha tội cho kẻ tôi tới Chúa và cho dân Israel của Ngài. Khi Ngài đã dạy cho chúng con đường lành mà chúng phải đi theo và dán mưa xuống trên đất mà Chúa đã ban cho dân Ngài làm sản nghiệp, nếu trong xứ có cơn đói kém, ôn dịch, đại hạn, ten xét, cao cao hay là châu chấu, hoặc kẻ thù nghịch vây hãm các thành trong địa phận họ, bất kỳ có tai vạ gì, tật bệnh gì. Ví bằng có một người, hoặc cả dân Israel của Chúa đã nhận biết tai vạ và sự đau đớn của mình, mà dơ tay ra hướng về nhà này, cầu nguyện và khẩn xin vô luận điều gì. Thì xin Chúa từ trên trời là nơi ngự của Chúa hãy vũ nghe, tha thứ cho, và báo lại cho mỗi người tùy theo công việc họ, vì Chúa thông biết lòng của họ. Thật, chỉ một mình Chúa biết được lòng của con cái loài người, để khiến chúng kính sợ Chúa, đi theo đường lối của Chúa trọn đời chúng sống ở trên đất mà Chúa đã ban cho tổ phụ chúng tôi. Vả lại, vì người ngoại bang là người chẳng thuộc về dân Israel của Chúa, nhưng vì danh lớn Chúa, vì cánh tay quyền năng dơ thẳng ra của Ngài, họ sẽ từ xứ xa đi đến hướng về đền này mà cầu nguyện thì xin chúa từ trên trời là nơi ngự của chúa hãy vũ nghe và làm theo mọi điều người ngoại ban ấy cầu xin chúa hầu cho muôn dân trên đất nhận biết danh chúa kính sợ ngài như dân Israel của chúa và biết rằng cái đền này mà tôi đã xây cất được gọi bằng danh chúa khi dân sự chúa ra chiến tranh với kẻ thù nghịch mình theo đường nào mà chúa sẽ sai đi nếu chúng cầu nguyện cùng Chúa, xây về hướng thành này mà Chúa đã chọn và về đền này mà tôi đã xây cất cho danh Chúa, thì xin Chúa từ trên trời hãy giữ nghe lời cầu nguyện này xin của chúng và binh vực cho họ. Nếu dân Israel phạm tội với Chúa vì chẳng có người nào mà không phạm tội, và Chúa nổi giận, phó chúng cho kẻ thù nghịch, và kẻ thù nghịch bắt họ làm phu tù, dẫn đến xứ xa hay gần, nếu trong xứ mà họ bị dẫn đến làm phu tù, họ suy nghĩ lại ăn năn và cầu khẩn Chúa mà rằng: Chúng tôi có phạm tội, làm điều gian ác và cư xử cách dữ tợn. Nếu tại trong xứ mà kẻ thù nghịch đã dẫn họ đến làm phu tù, họ hết lòng hết ý trở lại cùng Chúa, cầu nguyện cùng Ngài hướng về xứ mà Chúa đã ban cho tổ phụ họ, về thành Chúa đã chọn và về đền mà tôi đã xây cất cho danh Chúa thì xin Chúa từ trên trời là nơi ngự của Chúa. Hãy vũ nghe lời cầu nguyện nài xin của chúng, binh vực họ và tha thứ tội mà dân sự của Chúa đã phạm cùng Ngài. Vậy, Đức Chúa Trời tôi ơi, bây giờ cầu xin Chúa đói thương và lắng tai nghe phàm lời nào cầu nguyện trong nơi này. Này Jehovah Đức Chúa Trời ơi, xin hãy trỗi dậy để Chúa và hòm quyền năng Ngài được vào nơi an nghỉ Ngài lại Jehovah Đức Chúa Trời, nguyện những thầy tế lễ Chúa được mặc sự cứu rỗi và các thánh đồ Chúa được mừng rỡ trong sự nhân từ Ngài. Hỡi Jehovah Đức Chúa Trời, xin chết từ bỏ kẻ chịu sức dầu của Chúa, khá nhớ lại các sự nhân từ của Chúa đối với David là kẻ tôi tớ Ngài. Chương 7 Khi Salomon cầu nguyện xong, lửa từ trời giáng xuống đốt của lễ thiêu và các hy sinh, sự vinh quang của Đức Giê-hô-va đầy dẫy trong đền. Những thầy tế lễ chẳng vào được trong đền của Đức Giê-hô-va vì sự vinh quang của Đức Giê-hô-va đầy dẫy đền của Ngài. Hết thảy dân Israel đều thấy lửa và sự vinh quang của Đức Giê-hô-va giáng xuống đền, bèn sấp mặt xuống đất trên nền lót, thờ lại Đức Giê-hô-va và cảm tạ Ngài mà rằng: Chúa là nhân từ, vì sự thương xót của Ngài còn đến đời đời. Bây giờ vua và cả dân sự dân những của lễ tại trước mặt Đức Giê-hô-va. Vua Salomon dân hai vạn hai ngàn con bò và mười hai vạn con chiên đực. Rồi vua và cả dân sự đều làm lễ khánh thành đền của Đức Chúa Trời. Những thầy tế lễ hầu việc theo chức phận mình. Còn người Lê Vi thì cầm nhạc khí của Đức Giê-hô-va mà vua David đã sắm đặng ngợi khen Đức Giê-hô-va khi người cậy chúng đặng ngợi khen Ngài bởi vì lòng nhân từ Chúa còn đến đời đời. Những thầy tế lễ thổi kèn ở trước mặt chúng và cả Israel đều đứng. Salomon biệt riêng ra thánh chỗ ở chính giữa hành lang trước đền của Đức Giê-hô-va, vì tại đó người dân của lễ thiêu và mở về của lễ thù ân bởi cái bàn thờ đông mà Salomon đã làm không đựng hết của lễ thiêu, của lễ chay và mở được. Trong khi ấy, Salomon và cả Israel đến từ miền về phía Hamas cho tới khe Egypto, nhóm lại thành một hội rất đông đảo đều dự lễ trong bảy ngày. Qua ngày thứ tám, người ta giữ lễ trọng thể vì họ dự lễ khánh thành bàn thờ trong bảy ngày và mừng lễ thường trong bảy ngày. Ngày 23 tháng 7, người cho dân sự trở về trại mình, lòng đều vui vẻ và mừng rỡ vì sự nhân từ mà Đức Giê-hô-va đã ban cho David, cho Salomon, và cho Israel là dân sự của Ngài. Như vậy, Salomon làm xong đền Đức Giê-hô-va và cung vua. Phàm công việc gì Salomon rắp lòng làm trong đền Đức Giê-hô-va và trong cung vua đều xong cả. Ban đêm Đức Giê-hô-va hiện đến cùng Salomon mà rằng, Ta có nghe lời cầu nguyện ngươi và đã chọn nơi này là một nhà tế lễ. Nếu ta đóng các tường trời lại, không cho mưa xuống khiến cào cào phá hại thổ sản và gián ôn dịch giữa dân sự ta và nhược bằng dân sự ta là dân gọi bằng danh ta hạ mình xuống cầu nguyện tìm kiếm mặt ta và trở lại bỏ con đường tà thì ta ở trên trời sẽ nghe tha thứ tội chúng nó và cứu xứ họ khỏi tai vạ bây giờ mắt ta sẽ đói xem lỗ tai ta sẽ lắng nghe lời nào cầu nguyện tại nơi này vì bây giờ ta đã chọn và khiến cho cái nhà này ra thánh, hầu cho danh ta ngự đó đời đời. Mắt cùng lòng ta sẽ ở đó luôn luôn. Còn ngươi, nếu ngươi khứng đi trước mặt ta như David cha ngươi đã làm, làm theo mọi điều ta phán dặn ngươi, gìn giữ luật lệ và giới mạng ta, thì ta sẽ lập ngôi nước ngươi được bền vững, y theo lời ước ta đã kết với David cha ngươi mà rằng, ngươi sẽ chẳng hề thiếu người quản trị Israel nhưng nếu các ngươi bội nghịch bỏ các luật lệ và giới mạng ta đã đặt trước mặt các ngươi đi hầu việc những tà thần và thờ lại chúng nó thì ta sẽ rứt nhổ các ngươi khỏi đất ta đã ban cho các ngươi còn cái nhà này mà ta đã biệt riêng ra thánh cho danh ta ta sẽ bỏ nó đi làm cho nó nên một câu tục ngữ một việc nhạo cười giữa các dân tộc cái nhà này dẫu cao giường nào hễ ai đi qua gần nó cũng sẽ lấy làm lạ mà nói rằng, cớ sao Đức Giê-hô-va có xử xứ này và đền này như thế? Thì người ta sẽ đáp rằng, bởi vì họ lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ họ là đấng đã dẫn họ ra khỏi xứ ai và vì họ đeo đuổi theo các tà thần, thờ lại và hầu việc chúng nó, nên Ngài đã dán trên họ các tai vạ này.